Xe giá rẻ Mitsubishi Xpander 2020 mới, lộ diện trong nhà máy. Việc mẫu xe Mitsubishi Xpander 7 chỗ giá rẻ mới có mặt trên thị trường khoảng hơn 2 năm, nhưng đã được bổ sung phiên bản nâng cấp khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên và mong đợi. Lần đầu tiên ra mắt vào tháng 8 năm 2017, mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Xpander hiện là một trong những cái tên hot nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ tại thị trường Đông Nam Á. Để duy trì sức hút của mẫu xe này, hãng Mitsubishi có vẻ như đang chuẩn bị tung ra Xpander phiên bản nâng cấp. Những hình ảnh của Mitsubishi Xpander 2020 trong nhà máy đã cho thấy điều này. Thông thường, các hãng ô tô Nhật Bản sẽ tung ra phiên bản nâng cấp của xe sau khoảng 3 năm. Do đó, việc mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander mới có mặt trên thị trường khoảng hơn 2 năm mà đã được bổ sung phiên bản nâng cấp khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Qua những hình ảnh được đăng lên mạng, có thể thấy Mitsubishi Xpander 2020 mới đi kèm bộ vành 5 chấu nhưng thiết kế đã thay đổi như hình cái quạt giấy. Ngoài ra, mẫu MPV bán chạy này còn đi kèm lưới tản nhiệt mới với 2 nan mạ rôm nổi bật hơn. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander bản cũ dùng lưới tản nhiệt 3 nan nằm ngang và có thiết kế phẳng hơn. Một điểm thay đổi nữa của Mitsubishi Xpander 2020 chính là dải đèn LED định vị ban ngày. Có vẻ như ngay cả cụm đèn pha cũng được làm mới với thiết kế projector hình vuông. Nếu đúng như vậy thì Mitsubishi Xpander 2020 nhiều khả năng sẽ được trang bị đèn pha LED thay vì halogen thông thường như hiện nay. Đáng tiếc là hiện vẫn chưa có hình ảnh chụp chi tiết đuôi xe. Trong khi đó, động cơ của mẫu xe này dự kiến vẫn giữ nguyên như cũ. Cụ thể, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, 16 van, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 104 mã lực tại tua máy 5.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại tua máy 4.000 vòng trên phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Cũng cần phải nói thêm rằng, những hình ảnh rò rỉ kể trên được chụp trong nhà máy tại huyện Pekan, bang Pahang của Malaysia. Rất có thể những thay đổi đã nói chỉ được áp dụng cho Mitsubishi Xpander 2020 tại thị trường Malaysia. Hiện chưa rõ Mitsubishi Xpander 2020 tại Việt Nam có được nâng cấp tương tự xe ở Malaysia hay không. Mitsubishi Xpander tại Việt Nam hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Dự kiến, trong năm nay, Mitsubishi sẽ lắp ráp mẫu MPV này ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. Trong năm 2019 vừa qua, Mitsubishi Xpander chính là mẫu xe bán chạy thứ hai tại Việt Nam, với doanh số 20.098 chiếc, chỉ thua Toyota Vios 27.180 chiếc. Sức hút của Mitsubishi Xpander tại Việt Nam bắt nguồn từ thiết kế bắt mắt, nội thất 7 chỗ khá rộng rãi và giá rẻ, dao động từ 550 đến 620 triệu đồng cho hai phiên bản. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.